video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu xanh lớp biển có tên của MC Michael Wilborn như này của tôi. Bây giờ các bạn vào làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Để bắt đầu vào làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hoa cỏ nữa, các cái hạt khác nhau như thế này. Hộp đầu tiên thì mình sẽ được các cái hạt, nó có các cái màu sắc và hình dáng khác nhau nhé. Về màu sắc thì mình sẽ có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh than. Tiếp theo mình có màu đen, màu xanh lá này, màu trắng, màu bạc, màu nâu, các cái màu loang, màu vàng, cuối cùng là màu xanh lớp biển này nhé. Về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ này, hình tròn có hình trái tim ở giữa, hình ngôi sao, hình vuông nhỏ, hình tròn nhỏ này, hình mặt cười. Tiếp theo mình có hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình bầu dục, các cái hình tròn, hình lục giác, hình vuông nhỏ màu xanh lớp biển, cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nhé. Tiếp đến hộp thứ hai thì mình sẽ được các cái hạt, nó có các cái chữ cái như thế này nhé. Ở đây mình có các cái chữ như là chữ S này, chữ Q, chữ G, chữ E. Hàng thứ hai thì là chữ R, chữ Y ngắn, chữ B, chữ A. Hàng thứ ba thì mình có ba cái ô màu đen này, đựng các cái hạt hình vuông nhỏ, có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số. Ô này mình đựng chữ N, chữ V này. Còn các cái hàm và các ô còn lại, mình sẽ đựng các con số và rất nhiều các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sâu, một cuộn dây chun màu trắng. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Rồi, sau khi các bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cho mình cái cây kim này. Tiếp theo là cuộn dây chun màu trắng.
Bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây chun này vào cái kim này nhé. Mình sẽ buộc nó chặt vào để nó không bị tuột ra nhé. Rồi sau khi buộc xong, mình sẽ có cái sợi dây nó thừa ra như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt cho nó ngắn bớt đi nhé. Rồi mình sẽ dùng cây kéo này để mình cắt ra này. Sau khi cắt xong, sợi dây của mình nó sẽ ngắn như thế này thôi nhé. Và bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này. Nó sẽ dài khoảng 30 cm nhé.